nhanh chóng triển khai cho vay theo nghị quyết số 11 của chính phủ. Huy động cảnh sát giao thông cả nước xử lý xe quá tải quá khổ. Thái Lan đổi tên thủ đô Bangkok. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOV TV. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chính phủ ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ sau hơn 2 tuần nghị quyết được ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết. Điều này cho thấy sự nhanh chóng quyết liệt để triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của đơn vị này. Theo nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao triển khai thực hiện 6 chương trình tín dụng ưu đãi trong năm nay và năm sau. Nhằm triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. Cũng đề nghị các bộ ngành cần khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, các văn bản hướng dẫn để Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 và 43. Thì cũng xin hứa các đồng chí là tiếp tục đồng hành với các tổ chức chính trị xã hội, với 10.000 cán bộ viên chức của hệ thống, tiếp tục thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ để triển khai nghị quyết chính phủ đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sự tích cực của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời chỉ đạo chắc chắn nhu cầu vay vốn chính sách sẽ lớn hơn khả năng đáp ứng, vì vậy cần điều hòa phân bổ cho phù hợp, tuyệt đối tránh cơ chế xin cho. Tôi cho rằng là chính phủ đã định hướng đúng, giao cho Ngân hàng Chính sách làm cái việc này là đúng rồi, mình không quản lý được, mình phải giao cho cái anh chuyên nghiệp, anh có uy tín chút. Trong cái báo cáo của anh ấy hiện nay là có uy tín với xã hội đấy, thì là tôi tin tưởng rằng là các đồng chí sẽ làm tốt. Các cái phương tiện truyền thông, rồi thông tin, tuyên truyền để làm sao á là cái nhận thức cho nó đúng về cái mục tiêu, ý nghĩa, rồi cách làm, vân vân, rồi khó khăn vướng mắc để mình tháo gỡ. Với mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại 10.429 điểm giao dịch xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được hơn 266.000 tỷ đồng để cho vay với tổng dư nợ đến nay đạt hơn 251.000 tỷ đồng, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân là do trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về một số tồn tại bất cập, vi phạm trong công tác quản lý sử dụng nhà ở xã hội tại một số địa phương. Nội dung phản ánh liên quan đến việc một số đối tượng được mua nhà ở xã hội chưa đúng quy định, việc lập dự toán theo phương án tính giá bán của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa đúng, chủ đầu tư, khách hàng tự thay đổi thiết kế công trình, căn hộ, việc sử dụng căn hộ không đúng mục đích. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên cơ sở nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Theo đó, với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, được đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Với lao động quay trở lại thị trường, chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng một người, tối đa 3 tháng. Dự thảo sẽ hoàn thành trong tháng 2, áp dụng với lao động khu vực chính thức có đóng bảo hiểm xã hội. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 6.600 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Từ ngày mai 18 tháng 2, người dân có thể sử dụng giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn bản điện tử mà không cần có bản giấy đối chiếu khi làm các thủ tục hành chính. Theo đó, khi xuất trình giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR, từ đó biết được các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này. Người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn và khai thông tin theo biểu mẫu. Kết quả sẽ được trả qua hình thức trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nhận tại cơ quan đăng ký. Các mặt hàng khô của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được bọc màng ni lông. Đây là yêu cầu mới được Trung Quốc đưa ra nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp thương nhân về việc yêu cầu hàng khô bên ngoài bao bì phải được bọc màng ni lông để tránh virus xâm nhập vào hàng hóa, vì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Cùng với đó, trong quy trình kiểm soát của phía Trung Quốc sẽ có bước phun khử khuẩn hàng nông sản khô, do vậy doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm rét hại mạnh nhất trong mùa đông này. Nhiều nơi nhiệt độ sẽ giảm sâu, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, Trung Du và Đồng Bằng có thể dưới 10 độ C. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân để chủ động ứng phó, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học. Các địa phương sớm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho vật nuôi cây trồng. Theo công bố mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố còn 28 phường xã chưa phủ đủ vaccine theo quy định và bị nâng cấp độ dịch. Đây là kết quả đánh giá cấp độ dịch theo quyết định mới của Bộ Y tế. Dù là địa phương tiêm nhiều và có tỷ lệ tiêm vaccine cao sớm nhất cả nước, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 28 phường xã chưa phủ đủ vaccine theo quy định và bị nâng cấp độ dịch thuộc các địa phương quận 8, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, thành phố Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cấp độ dịch theo quyết định mới của Bộ Y tế từ ngày 14 tháng 2. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 275 phường xã thị trấn đạt cấp 1 và 37 phường xã ở cấp 2, tăng 36 phường xã so với cách đánh giá cũ, trong đó có 28 đơn vị bị nâng lên cấp 2 do chưa phủ đủ vaccine. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Nghệ An đã quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô ở các địa bàn có dịch cấp 4. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, đi đến các bến xe phía đông thành phố Vinh, chợ Vinh, miền Trung, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe vận chuyển học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh và trên các xã phường thị trấn của các huyện thị xã có dịch được công bố cấp độ 4. Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ ngồi có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động. Riêng các vùng dịch cấp độ 1, 2, 3, các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý khai thác bến xe triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đến ngày 15 tháng 2, toàn tỉnh Nghệ An đang có 99 phường xã thị trấn được đánh giá cấp độ 4, nguy cơ rất cao. Cảnh sát giao thông cả nước bắt đầu huy động lực lượng nhằm tuần tra kiểm soát, xử lý xe chở hàng quá tải quá khổ trên đường bộ. Cụ thể, lực lượng sẽ tập trung trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, tỉnh lộ, tuyến liên xã, các tuyến vận tải hàng hóa từ các cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, các tuyến đường thường xuyên có phương tiện vi phạm. Đối tượng xử lý gồm người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe cầu đường, điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật đã đăng ký. Kế hoạch được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trên cả nước đến ngày 14 tháng 12 năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận thí điểm 5 tuyến buýt điện trên địa bàn. Tuyến đầu tiên sẽ khai thác từ quý 1 năm nay, giúp đa dạng loại hình giao thông công cộng. Thời gian thí điểm trong 24 tháng kể từ khi xe hoạt động, thành phố sẽ đặt hàng đơn vị cung cấp dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dùng nhiên liệu sạch cho buýt điện, thời gian thí điểm. Giá vé dự kiến áp dụng 3.000 đồng một lượt cho học sinh, sinh viên và 5 đến 7.000 đồng với nhóm khách còn lại, tùy tuyến. 5 tuyến sẽ có khoảng 77 xe được đầu tư, mỗi xe từ 65 đến 70 chỗ chạy bằng điện, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Những nội dung quốc tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan ngày hôm qua đã có thông báo chính thức về việc đổi tên của thủ đô nước này từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon. Tuy nhiên, tên cũ vẫn được dùng song song. Thông tin từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan. Phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan cho biết sẽ không có gì thay đổi trong việc đặt tên thủ đô. Thực chất tên mới của thủ đô Bangkok đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên việc nó quá dài cũng khiến gặp nhiều bất tiện. Trong tiếng Thái, thủ đô luôn được gọi là Krung Thep Maha Nakhon, nhưng hình thức này cũng được viết tắt vì tên đầy đủ của thành phố bao gồm hơn 40 yếu tố có ý nghĩa riêng biệt và là tên thủ đô dài nhất trên thế giới. Tên Bangkok chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2001, theo một thông báo của Văn phòng Hoàng gia. Tên Bangkok đã được sử dụng phổ biến một thời gian dài do xuất phát từ một khu vực cũ của thành phố này. Hôm nay, công ty năng lượng lớn nhất Australia, Origin, vừa thông báo sẽ đóng cửa nhà máy điện than lớn nhất của nước này sớm hơn 7 năm so với kế hoạch. Quyết định này thể hiện rõ xu hướng giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang diễn ra mạnh mẽ tại Australia. Thông tin từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Australia. Với công suất 2.280 MW, nhà máy điện than Eraring là nhà máy điện than lớn nhất trong tổng số 16 nhà máy điện than ở nước này. Việc nhà máy điện than lớn nhất Australia đóng cửa sớm hơn so với kế hoạch cho thấy các nhà máy điện tại nước này đang phải đối mặt với thách thức lớn xuất phát từ nhu cầu của thị trường, cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các dạng nhiên liệu sạch. Hiện tại, 7 nhà máy điện than ở Australia đã lên kế hoạch đóng cửa vào năm 2035 và dự kiến nhà máy điện than cuối cùng tại nước này sẽ đóng cửa vào năm 2051. Giới chức Mỹ ngày 16 tháng 2 cho biết đang chuẩn bị cho giai đoạn mới của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm liên quan tới biến thể Omicron đang giảm nhanh. Các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn mới của đại dịch COVID-19 ở Mỹ bao gồm cập nhật chỉ dẫn về sử dụng khẩu trang và tăng cường năng lực xét nghiệm. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang ở Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế khi số ca nhiễm mới giảm mạnh. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày ở Mỹ tuần trước đã giảm 40% so với một tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện và tử vong giảm lần lượt 28% và 9%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hiện đang cân nhắc cập nhật chỉ dẫn về phòng tránh COVID-19, bao gồm khi nào thì cần sử dụng khẩu trang. Bản chỉ dẫn cập nhật dự kiến sẽ được ban hành vào cuối tháng hoặc đầu tháng 3, khi quy định sử dụng khẩu trang ở nhiều bang bắt đầu được gỡ bỏ. Chính phủ Anh ngày hôm qua cho biết sẽ cung cấp vaccine COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, nhằm nỗ lực mở rộng việc triển khai vaccine ở trẻ em. Tổng cộng sẽ có khoảng 6 triệu trẻ em trong nhóm tuổi này ở Anh được tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer-BioNTech với liều lượng 10 microgram nếu nhận được sự đồng ý từ cha mẹ. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm ít nhất là 12 tuần. Trước đó, Anh đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương, song vẫn chậm hơn so với các quốc gia khác như Mỹ, Canada, Ireland và Israel trong việc triển khai tiêm rộng rãi cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Xứ Wales và Scotland cũng đã đưa ra quyết định tiêm cho trẻ em ngay sau khuyến nghị của Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng, trong khi Bắc Ireland ngày hôm qua cũng tuyên bố sẽ tiêm vaccine cho trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 11. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa phùn, trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có nơi có mưa và dông rải rác. Và sau đây là phần dự báo chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm 17 tháng 2 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.